Xin kính chào quý vị và anh chị đã đến với kênh YouTube chính thức của em. Trước khi những cái mẫu GLC làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam, thì đây mới là ông hoàng thực sự ở phân khúc crossover cỡ nhỏ hạng sang. Xin giới thiệu với quý anh chị mẫu xe hiện tại vừa mới cập bến bên em, chiếc Audi Q5 sản xuất năm 2015, 6 vạn mai, một chủ từ mới, biển Hà Nội và được bảo dưỡng tại tất cả các đại lý chính hãng của thương hiệu Audi. Thưa với quý anh chị, chiếc xe mang cái phong thái, mang cái ngôn ngữ thiết kế vô cùng là sang trọng và lịch sự. Quá đẹp quý vị anh chị ạ. Đó. Chiếc xe này của em sử dụng cái động cơ 2.0 thế hệ mới rồi, 2.0 turbo và rất nhiều những cái sự thay đổi so với những form của chiếc 2011, 2012. Cái động cơ này đã được tối ưu hóa hơn, mạnh mẽ hơn và vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số ZF lừng danh rồi. Và không thể thiếu đó là cái công nghệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro. Cái công nghệ mà có thể nói nó vượt trội hơn so với những người hàng xóm như BMW hay là Formatic của Mercedes-Benz. Đó, về công nghệ này thì chắc là em cũng không cần phải phân tích gì nhiều rồi, vì nó đã được khẳng định ở toàn thế giới. Tiếp đến là hệ thống đèn pha của chiếc xe cực kỳ đẹp nhá. Ở thời điểm năm 2015, hệ thống đèn pha bi xenon đem lại cái khả năng chiếu sáng cực kỳ tốt và những cái giải đèn LED khiến chiếc xe trở nên sang trọng hơn. Đó. Một điểm không thể không kể tới đó là mặt ga lăng của chiếc xe. Mặt ga lăng thực sự nó là một điểm đặc biệt trên những mẫu xe Audi. Dạ, đúng rồi ạ. Với 4 vòng tròn được đan xen lẫn nhau và mặt ga lăng to bản. Đó là điểm đặc trưng trên những chiếc Audi rồi. Hệ thống đèn sương mù là dạng halogen, cảm biến trước sau đầy đủ. Và có một điểm có thể phải nhắc tới rất nhiều, đó là những chi tiết mạ chrome trên chiếc xe được làm rất nhiều quý vị anh chị nhé. Đó, rất nhiều những chi tiết mạ chrome khiến chiếc xe trở nên sang trọng hơn. Bộ mâm của chiếc xe sử dụng bộ mâm mang đầy đủ thông số là 235-65R17. Em đánh giá là bộ mâm nó đẹp hài hòa quý vị anh chị ạ. Có một điểm mà ngày xưa em đã từng rất là thực sự là thấy thú vị trên chiếc xe này, đó là những chi tiết ốp của những cái dấu ốc đó. Thực sự đây là một điểm có thể nói lên cái sự tinh tế đến từ thương hiệu Audi. Xe trang bị chìa khóa thông minh quý vị anh chị nhá. Đó. Hệ thống đèn sau cũng cực kỳ đẹp rồi, đều là full LED quý vị anh chị ạ. Đó. Tiếp đến là chúng ta phải kể tới khoang nội thất của chiếc xe. Xin mời quý vị và anh chị được trải nghiệm cái nội thất màu nâu cà phê của chiếc xe khi một chiếc xe trải qua đến 8 năm sử dụng, gần 8 năm sử dụng với 6 vạn mai bảo dưỡng full lịch sử hạng, thì liệu nó còn đẹp không? Khẳng định với quý anh chị, chiếc xe này được chủ nhân cũ giữ gìn vô cùng. Đó, nội thất được đánh giá là còn cực kỳ đẹp nhá quý vị anh chị nhá. Đó, màu nâu cà phê thì nó lại càng thể hiện sự sang trọng rồi. Hàng ghế sau của chiếc xe được đánh giá ở cái phân khúc crossover hạng sang cỡ nhỏ là rất rộng rãi. Dạ. Chỉ có cửa gió cho hàng ghế thứ sau thôi. Đó, đây là có thể coi là một điều hơi đáng tiếc một chút, và có điều chỉnh ngả lưng quý vị anh chị nhá. Đây là một điểm cực kỳ hay ho rồi. Nó đem lại cái khoảng không gian rộng rãi hơn, thoải mái hơn cho những chuyến đi đường dài rồi. Táp ly được trang bị rất nhiều những chi tiết bọc da, ốp gỗ và có cả chrome. Ở đây sẽ có cả rèm nữa quý vị anh chị nhé. Một chi tiết rất là tinh tế đến từ thương hiệu Audi rồi. Quang trên thì tất nhiên những cái điểm như nhớ ghế hay là điều chỉnh ghế, đó là những cái điểm cơ bản trên dòng xe này rồi. Đó, cực kỳ là sang trọng và hiện đại. Và vô lăng của chiếc xe là vô lăng nó mang tính chất thể thao nhiều hơn và vẫn có sự lịch sự sang trọng đó. Đó, tích hợp rất nhiều những phím bấm tăng giảm âm lượng và có cả lễ chuyển số thể thao quý vị anh chị nhé. Đèn auto hay là gạt mưa auto thì là cơ bản rồi. Chiếc xe được trang bị bộ loa, đó là hệ thống loa cao cấp của nhà Audi. Đó, rất tiếc là chưa phải là loa Bang quý vị anh chị nhé. Tiếp đến là cái khả năng vận hành của chiếc xe. Chiếc xe Audi thì đã quá nổi tiếng về khả năng vận hành rồi. Nó có rất nhiều những cái tính năng hay và cái công nghệ Quattro em đã nói rồi, nó là lừng danh. Và những cái tính năng option nữa như off cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này, hay là off các cảm biến va chạm, đó là những cái tính năng mà trên Audi phải có rồi.
Một tính năng khác trên chiếc xe này đó là hệ thống giải trí MMI, rất là lừng danh rồi. Ai đã từng trải nghiệm những chiếc Audi này thì đều biết cái sự thông minh của cái hệ thống giải trí MMI. Màn hình tablo em đánh giá là rất là đẹp nhá, ở cái thời điểm này, ý năm 2015, rất là đẹp rồi. Cái trải nghiệm lái của chiếc xe này thì cực kỳ là phấn khích và đầm chắc. Nếu mà để mà so về cảm giác lái thì GLC thực sự em nói một câu hơi quá là không có cửa. Dạ vâng. Và cái khung gầm của chiếc xe này nó cực kỳ đầm chắc nhá quý vị anh chị nhá. Đó. Nếu để nói về độ đầm chắc, độ chắc chắn thì nếu để so sánh những chiếc Mercedes-Benz ấy thì phải là GLK mới có sự đầm chắc khỏe khoắn này đâu. Không phải tự nhiên mà đây đã từng là ông hoàng của phân khúc crossover hạng B cỡ nhỏ, có doanh số bán ra vô cùng nhiều ở thời điểm những năm 2012, 13, 14, 15. Hiện tại em đang chào bán mẫu xe này với giá chưa tới 700 triệu đồng, một mức giá có thể coi là ngon, bổ, rẻ cho một chiếc xe mang cái thương hiệu đẳng cấp đến từ nước Đức, Audi. Và quý vị anh chị quan tâm đến cái mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua địa chỉ là Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để có thể lái thử và trải nghiệm. Một lần nữa cảm ơn quý vị và anh chị đã lắng nghe video.